Xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép mai mini ghép gốc nhớt ha cô chú anh chị ha. Cụ đế cũng khá là đẹp cho cô chú anh chị mình mua về mình trồng đất thao vườn hoặc là mình dưỡng là mình chơi Tết năm 2024 ha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn bà chủ, chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ dạ ơi. Rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình nha. Rồi. Hôm nay em cũng giao lưu một lô mai để anh chị em mình về mình chơi Tết cũng được ha, hoặc là mình thả vườn cũng được ha. Cái này em có nhiều giống nha. Rồi. Cái này là nói chung gốc nhớt mà thì mình ghép nó cũng sắp liền rồi ha. Thì cái này liền cũng khoảng 60-70% nó ha. Nó muốn liền xẻo hết trơn rồi. Rồi, gần liền đầu ghép hết rồi ha. Rồi cái này siêu ông Sài Gòn mã tàn này cô chú anh chị thấy không? Siêu bông mà cô chú anh chị ha. Cái siêu bông, thọ hương, hoàng hậu, rồi thanh mai. Thanh mai. Rồi có không nhị, dảo xoắn rồi tùm lum hết trơn. Không nhị, dảo xoắn với lại đại lộc nữa ha. Rồi rất là nhiều giống luôn ha. Dạ nhiều giống. Mình lấy một số mẫu rễ nè cô chú anh chị ha. Rất là đẹp, cục à. Rễ nó nằm bò rất như là đẹp. Như vậy thì em bán là 25.000 một cây ha. Rồi. Rồi 25.000 một cây, 10 cây thì em chốt đơn ha. 10 cây gửi hàng. 10 cây gửi hàng. Bao nhiêu cây mình bao ship bà chủ? 15 cây thì bên em bao ship. Rồi. 10 cây gửi hàng, 15 cây bao ship. 15 cây bên em bao ship. Rồi, mua 15 cây tặng cây không bà 15 chủ? 15 cây tặng cây. Rồi, 15 cây tặng cây, cây bự lắm nha cô chú anh chị. Thật sự hàng này mà nếu mà như mà năm rồi so với năm rồi cô chú anh chị mình mua là cây hàng này phải 40.000 50.000 một cây. Em nói thật, nếu mà năm rồi mình mua là khoảng 40-50.000 một cây mà hôm nay giá cái chỉ này có 25 là nó thôi. 2 tấc 3 tấc nha. Rồi, nó dạ. Chiều cao là từ khoảng 2 tấc 3 tấc hay bà chỗ dạ, ha. Chiều cao là khoảng 2 tấc 3 tấc. Rồi, cây nói chung là đi đọt đồ ngon lành nè cô chú anh chị thấy không? Nè. Đó. Cành nhánh đồ ok lắm cô chú anh chị. Rồi. Rồi, nè. Củ nè cô chú anh chị thấy không? Nè tàn nè cô chú anh chị. Nó thanh mai nè ha. Ở vườn của chị Hà đặc sản là thanh mai nha cô chú anh chị ha. Thanh mai đọt đỏ, nói chung là bông rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, bông chùm ha. Đó. Cụ đế thì phải nói là rất là đẹp luôn. 25.000 một cây ha. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không dạ, bà chủ? Nhiều lắm. Còn rất là nhiều nha cô dạ, chú anh chị. Nhiều lắm. Đây 1 2 3 4 clip, 5 clip, 4 5 clip mai, 6 clip, 7 clip. 7 8 clip như vậy một clip cả một clip là khoảng 5-600 cây cả ngàn cây nha cô chú anh chị. Một clip như vậy cả ngàn cây. Đó. Thì cô chú anh chị mình nghĩ 7 8 clip như vậy thì cô chú anh chị mình nói 7 8.000 cây. Cô chú anh chị mình muốn mua số lượng á và mình trồng thao vườn thì mình cứ alo cho chị Hà ha. Đó, chị Hà để giá sỉ để cho cô chú anh chị mình ha. Bên đây em cũng có mai sắn nữa nha. Đó, mai sắn như vậy thì bán 50.000 một cây ha. Rồi 50.000 một cây ha. Mai sắn là 50.000 một cây. Sắn rất là nhặt cô chú anh chị ha, cái này ghép cũng khá lâu rồi. Lên nụ non hết luôn cô chú anh chị, cựa gà nụ non hết luôn nè. Đó. Sắn ha. Đó. Nè cái bò sắn này rất là nhặt nha cô chú anh chị. Mấy cái này về mình mua ở chậu cao cao á. Đó. Mình thay vô cô chú anh chị ha. Cái này mình lấy bo là cũng ok luôn rồi ha. Bo này cô chú anh chị ha. Sắn cục mà cô chú anh chị thấy ghiền không? Nó cái tàn ngon lắm nha cô chú anh chị. Sắn thì bông từ 8 tới 12 cánh nha cô chú anh chị mình. 50.000 một cây ha. 50.000 một cây. Cái này mấy cây mình gửi hàng nha bà chủ? 3 cây em gửi hàng. Bao nhiêu cây mình bao ship? 5 cây bao ship. Rồi. 3 cây gửi hàng và 5 cây bao ship nha cô chú anh chị. Dạ. Dảo tự sắn. Này ghép cao có hai loại của chú anh chị, một là một, ghép cao một ghép lùng, một loại cao đó lùng với cao á. Cái này cô chú anh chị mua cái chậu cao cao tí ha, cho nó thòng xuống nè cô chú anh chị, lộng thòng xuống nè, quấn nè đó, rất là đẹp ha. Đó, để mình trưng bàn ông địa hay là để bàn bàn trà cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Đó loại lùng thì nó cao tầm khoảng chắc chừng 10 xăng 12 xăng 15 xăng thôi ha, 10 tới 15 xăng. Còn loại cao này thì chắc tầm khoảng 20 xăng nha cô chú anh chị, cao tầm khoảng 20 đến 25 xăng là tính tới đây nha cô chú anh chị nha. Nó không có kéo cái đọt lên nha, nếu mà dựng cái đọt này lên là có 30 xăng luôn á nha. Loại cao á. Là giá đồng hai cái này là cũng là đồng giá đồng là 50.000 một cây ha bà chủ. Một cây. Rồi. Đồng giá là 50.000 một cây nha cô chú anh chị. Đó, sắn. Rồi, giáo sắn thì mình còn nhiều không bà chủ? Dạ nhiều ạ. Còn cũng chắc cái này cũng mấy trăm cây ha bà chủ. Vài trăm á, giáo sắn này cũng được vài trăm á. Mình có loại trọng trọng hơn này xíu dạ, không? Có. Có loại trọng trọng hơn có, xíu ha. Có. Sắn trầm trọng hơn xíu thì mình bán giá làm sao bà chủ? Cái đó thì bán 150 một cây. 150.000 một cây. 150.000 một cây. Là bên đây ha bà chủ ha. Trời đây. Ơi, em thấy có dảo sắn mà. Rồi 150.000. Cây xuất sắc luôn cô chú anh chị ơi, cái này 150. Nè cái cũ nè cô chú anh chị. Ăn tiền cái cũ nè, cái gốc nè, hoành này cái bằng tay cái bự hơn tay cái em mời cô chú anh chị.
Trời ơi nè, xuất sắc cái cây luôn cô chú anh chị ơi. Mình cầm xa xa quay vòng cho xoay vòng rồi cô chú anh chị tham khảo. 150.000 cây này xứng đáng cô chú anh chị ha. Rồi cái này mấy cây mình gửi hàng hả bà chủ? Cái này hai cây gửi hàng rồi. Hai mấy cây mình bao ship hả? Hai cây em bao ship luôn. Rồi hai cây gửi hàng và bao ship luôn ha bà chủ ha. Rồi cây này giá quá mềm luôn cô chú anh chị thiệt sự. Đó, củ này xứng đáng luôn. Cái này mình có nhiều không bà chủ? Được cái này à, gốc to to này được có vài chục à. Vài chục cây thôi ha. Có vài chục à. Rồi. Rồi mình còn ngoài cái loại này mình còn giới thiệu cái loại nào nữa không bà chủ ha? Thì đế con rắn mà siêu bông á. À siêu bông, à, đế con siêu rắn. Bông. Rồi này cô chú anh chị thấy không? Trời ơi con rắn nè, quá trời con rắn. Cái này thì em bán cũng 150 một cây luôn á. 150 một cây luôn, siêu bông ha. Siêu bông. Ôi. Đế con rắn nó bằng cái gốc nó bằng tơ út em luôn cô chú anh chị. Bự hơn tơ út em cô chú anh chị ha. Bự hơn tơ út của em. Đây nè, rồi nguyên vàng siêu bông bên đây nè cô chú anh chị. Cái này nó rất là đẹp luôn ha. Đế con rắn không luôn. Rồi mình bóc vài cây đẹp đẹp đây cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn bà chủ ơi. Cái này cô chú anh chị mình mua loại 150 này á thì cô chú anh chị mình cứ ví dụ mình muốn xem cây á, mình kêu mình alo vô Zalo mình kết bạn Zalo với chị Hà, xong chị Hà chụp hình cây gửi cô chú anh chị mình coi được mình chọn mình chị Hà gửi cho mình ha. Đó 150 cây ha bà chủ ha. 150 cây. Toàn bộ đế gắn không? Siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi ơi cái cây xuất sắc cái cây cái tàn chưa? Đó, để gắn nha cô chú anh chị nha. Rồi cái này cũng hai cây em gửi hàng ha. Hai cây gửi hàng em cũng bao ship luôn nha. Rồi, hai cây gửi hàng và bao ship luôn. Rồi, ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ hay là hết dạ, rồi bà chủ? Nhiều đó thôi. Dạ. Rồi là chỉ giới thiệu hôm nay là chỉ giới thiệu bao nhiêu đây thôi ha. Dạ, chứ ngoài vườn bà chủ vẫn còn sắn để gắn nè, rồi để bí nè, rồi cái cây trung tung bự hơn tí xíu vẫn có luôn cô chú anh chị ha. Đó, ví dụ bây giờ cô chú anh chị mình không thích loại nhỏ này, cô chú anh chị mình muốn bự hơn tí tầm 250-300 ngàn một cây. Mình dạ, alo cho chị luôn. Hà là có luôn, cô chị Hà gửi hình cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì clip này cũng khá dài rồi nên là chị Hà chỉ hôm nay giới thiệu nhiêu đây thôi. Clip sau chị Hà sẽ giới thiệu tiếp với cô chú anh chị mình mấy mặt hàng to hơn tí ha. Rồi, mình chào hết luôn nha bà chủ. Rồi, chị hôm nay em giới thiệu cũng bao nhiêu thôi ha. Vậy em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình ha. Vậy em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Rồi. Dạ, đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Dạ rồi, em cũng thay dạ mặt rồi. Cho em cũng thay xin mặt cho. Cảm ơn ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Hà. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Hà trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.